phải dựa vào thế nhỉ. Ông đi rồi đấy, mắt làm cái gì nữa. Ba không phải tối mình bày nhiều thức ăn ra rồi quay. Quay luôn, quay nhiều luôn đi. Tối lắm. Không tối đâu, đẹp ấy. Không phải. Nó phải chúc được cái đầu ấy xuống không? Nó không chúc xuống. Đá đây, dựng dọc điện thoại đẹp hơn. Không phải dựng ngồi để quay là. Tần. Nhưng mà dựng dọc. Điền. Dựng dọc thì phải đứng như một góc đấy. Không phải là con rắn không ấy. Nhìn thấy một con rắn. Con quăng 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 ở chú qua lớn lên đấy. Còn con rắn. Mẹ trêu thế mà nó cũng trêu gì. Không biết ở đó. Nhưng không có một tí nào gọi là để một giây để người khác giận mình. Thôi không phải cái gì. Đi. Đi. Thì phải à, bơi. Thì bơi như này. Hơi kéo anh chẳng thấy đầu rồi. Chẳng mới biết đầu. Không có mù. Không có nạn hơn. Đẹp luôn, lấy được cảnh cả bể bơi luôn. Này, cứu mẹ này. Cứu mẹ đây. Cứu mẹ đi kìa. Không, đây là mẹ làm như kiểu Đà Nẵng nè. Mẹ làm như kiểu Đà Nẵng. Kiểu Đà Nẵng biết rồi. Mẹ động bố thằng ở Đà Nẵng. Không, hay là mẹ động bố con ở Đà Nẵng. Thái ơi, đi nào kìa. Không biết rồi. Không, không, không. Tôi không ngu. Mà bạn nữa. Đạp chút chân xuống dưới, đừng đạp lên trên nước. Thật ra đây chỉ là đạp để nó tiêu công, đạp phải chút chân xuống dưới. Quay còn có biết ấn ghi chưa? Wow! Wow! Thầy Hiền, anh là thầy Hiền. Sao anh cứu chồng cô? Nhưng mà nhìn anh ra anh bế bế người đẹp vậy. Ra đây mày làm lại thế để tao bế, tao giữ tao mày đặt chào anh chụp ảnh, chơi như kiểu bế người. Wow! Nè. Bố bị lạc đầu nhầm, sao bố không thông minh, con không lên. Bố bản chất ngu nên làm sao thông minh. Bố mày phải ăn nhiều cá hồi đấy. Nhìn cơ có phải lấy nhiều cá hồi đấy. Bố à, làm sao bố bảo là bố không bị lạc đầu mà. Giờ đi tắm đi. Ây ơ. Bố không có mặt đâu. Đi xuống. Rơi kính vỡ đây. Đi xuống nhanh nhanh. Không, 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 không đóng cửa. Anh Phi phát cùng sao với Thảo ơi. Nó Phi phát hết bẻ. Khỏe. Mày Phi đi, xong rồi tao đỡ mày giống kiểu người đẹp ngủ rừng. Mày Phi đi. Gì tao cũng một phát người thôi. Ở dưới luôn. Anh lên ngồi dạo hả xem. Nghe xin thương. Đối diện thì anh đặt luôn. Ôi tình yêu ơi, đến đây này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó phiên lên xin quá. Toàn nhìn thấy hắn bây giờ ơi. Gì thế, làm sao được. Anh đã lặn mở mắt à? Ừ. Em không mở được. Bây giờ có cay đâu. Bây giờ mày em hay xuống từ đấy bảo mở không mở mình biết thôi được. Bây giờ mày nói em mày đi không tao không này. Nhiều người mở được ấy mà nhìn được hết. Bố cái ông này bố cái ông này tính tỏ là ông nội của hai anh kia luôn.
không? Khóa đây. Đừng quay ai ơi. Bảo ra đây con ơi. Hả? À? Con quậy em ra đây. Bảo ra đây. Ba từ bảo. Hả? Tí đi ăn uống rồi. Đặc sản. Bảo bố. Bảo ăn luôn nè. Bảo bố. Đây ra đây ngồi ăn con ơi. Bảo bố bảo mẹ. Ra đây ngồi. Bảo đây ra đây ngồi đây này. Đây là bố từ. Bảo ra đây. Bảo mẹ bảo. Chồng ơi, vợ tiền chúng thu hết quần áo rồi mà chồng vẫn để thế chưa? Vợ bị làm sao ấy, những cái đấy ở thành những cái chưa khô thu làm gì? Chưa khô phải thu chứ. Lần tối cái nó mai để phơi trước chứ chồng. Vào nhà điều hòa là nó khô hết, để lên xương. Nhà trai còn có xương. Nhưng mà Hà công nhận với anh là cái nhà vệ sinh, đến cái nhà vệ sinh ở resort nó cũng đẹp không? Công nhận. Thơm đường lên, vào hít nấy hít này. Vào đấy tao hít nấy hít này. Nhà vệ sinh ở đâu? Ở cái chỗ sảng ấy, ở Hải Phòng cũng một chỗ mà quán ăn Nhật đây. Quán đấy nó đốt mấy cái hương gì nó vào hít cảm giác xả chỉ chết thôi rồi. Ấm nữa chứ, ấm áp cực. Lại đéo gì mà xì chết. Đấy là cảm giác trong cái điên à? Ông có nghe từ cảm giác à? Không, vừa nói vậy. Chốt hơn cho phép. Nào ơi, đá ở cái tay em. Hai chị em mình chỉ thế này. Cái bể này thiếu cái sục nữa thì sướng. Coi như điều dưỡng luôn. Ai ăn táo không? Còn mỗi miếng rồi. Còn 2 miếng rồi. Còn 3 miếng rồi. Còn ngàn. Để tí ăn cơm. Có cái bể tắm ấy, nhà chú tao có bể tắm ấy, nó phun là 4 phía đấy. Nhưng chỉ được một người thôi. Còn 4 phía nó phun nước à? Ừ. Sướng cực. Vào đấy giảm béo cực kỳ luôn. Đánh luôn mỡ, khách thì spa. Phun nước nó phụt nước cả nước mạnh ấy. Hay lắm. Còn nè tí ra bút kề. Ở ngoài có nướng hơn đó. Ra ngoài ăn ngồi nướng luôn. Ra ngoài sợ hơi nóng. Không, con mẹ tí bút về anh thử bấy là hoa quả ăn này, không ăn được nữa. Cá hồi. Anh xin cái cá hồi. Ăn hồi cho thông minh quá rồi. Ăn đi cho nó chín. Ăn đi. Nó phải lấy một đảo hóa đã cố tình làm ra món cá hồi để dành cho thầy. Sao mà má nó. Bà ăn đợi hôm nào ăn đi. Món này. Ui, sao mà. Không. Thì làm sống em nhé, em làm đi. Cô nào. Cứu cô. Cứu mẹ cháu. Cứu cô. Lên. Đi đổ những người chỉ ngất ra này. Ok. 1, 2, 3. Ai là trọng tài? Cô lặn gáy xuống. Ai là trọng tài? Chúng đấy. Ai là người sống tỉa? Bên dưới mặt nước. Để sâu dưới nước cũng được. Sâu nó nặng. Dưới này à? Ừ, gần mặt nước. Tại vì cái đấy, bơi kiểu mới á. Đây là kiểu này. Đấy, bây giờ không. Cái này vòng về. Đúng, đang hám một. Cái này á. Không hiểu đâu không. Chân cũng tương tự như thế. Chân không cần quấy. Chân đạp nhẹ nhẹ thôi. Đấy mạnh nào. Xa hơn rồi. Đấy mạnh nào, đấy mũi xuống dưới. Đấy mạnh nào, đấy. Hết rồi đấy. Chân không quấy không cấy gì hết. Sao đấy, sao đấy. Chân đạp kiểu này này. Nhưng mà kiểu ấy thì không thở được. Thở như này này. Đó. Đấy, không à. Không có là một phát trì, một phát trì nổi.
bơi kiểu mấy ngon hay bơi kiểu hôm qua này là năm ngon nhưng mà tao kiểu này nó đỡ mệt hơn kiểu bơi sải mệt. Tao chưa bơi được phần của đây nhá. Nhưng mà tao thấy chúng nó bơi đi trên TV là bơi sải rồi, tao biết là bơi sải nó nhanh. Bơi kiểu kia nó không mất sức đúng không? Nó thở người mình người mới tập bơi thở bơi sải nó bơi thở khó. Thảo đi mày chưa chọn đây nhá. Bơi sải mà không biết thở thôi. Bơi sải mày phải thở. Mày chọn một bên thôi, chọn một bên bên nào lúc mà khi nào tay mày tay bên nào mà mày hở thì mày ngẩng đầu bên này hoặc là ngẩng đầu bên này, không phải lúc hạ tay xuống mày úp nào xuống chứ không quay hai bên. Rồi là chọn một bên để thở thôi. À. Thôi. Mình bơi sao anh nhanh không? Bơi sao rồi bây giờ bơi nhanh không? Chưa. Chưa. Ngại đi. Không làm một tuần nhá. Ai chơi cái trò bẩn thỉu. Đây đứng đây. Tao biết bơi chó rồi. Không phải, tao đi bơi này thôi, không phải nó bơi. Đuổi lên Thành ơi. Đùa rồi. Thành thế rồi. Thành cho bắt điện. Anh ảnh cho. Dạ, đâu, đâu. Có đau không? Không, nghe bụi tóc rồi. Không. Tâm đầu vào tôi. Cháu làm sao? Để đây thôi. Anh thắng. Anh thắng. Tại người trông dài hơn nên cháu thấp hơn anh hơn. Anh vừa nạt nó như này thì anh đỡ nó trông như này cho mới đẹp. Nó không chịu. Mình bảo là sao không thấy mặt mình quay lên kiếp chân này. Giữa chân này. Nó hay cho thật sọc sớm với em nhé. Kiểu điểm lại sâu sắc. Quá ai bảo, bà để chồng cầm chân lại cho bà bơi được không? Bà bơi nha. Bơi đây bà ngừa lại. Ngừa lại đấy. Bơi đây. Khổ đồng. Thế bảo vệ nhé. Xong. Chả biết lấy vợ nó chịu. Chỗ này là tiết kiêu bếp chả thơ. Chỉ tin này trong rồi. Ngoài, bữa nay em vẫn quay video nữa à? Ờ. Sợ đấy. Để biết tao có để. Rất đẹp rồi. Ôi, hối đấy. Video mày là chúng nào hăng lên nhá. Quay không... 80 hay 720 á? 720 á. Sao iPhone không có vậy?
iPhone có chứ. Không có. Có gì ạ? Chứ đồ ăn đi. iPhone camera của nó full HD rồi, sao không có được HD? Mặc định sẵn. iPhone quay. Không phải nó mặc định sẵn. Khi nó gửi cho máy khác thì có thể máy kia nó có HD không hay không? Chỉ đang video nó chỉ có một cái duy nhất. Ờ thì nó mặc định sẵn, nó mặc định sẵn. Không. Đó, còn người nào thế này khi đang có nhà ở. Đấy, nó về liên tục mà người ở liên tục. Hôm qua anh em mình bảo không có người ở. Vâng, kêu biết bơi xong. Không. Đây hôm qua nhà nó không ai ở, nhưng máy nó ở, nó khách nó đến liên tục rồi. Mà nhìn khách nó đưa đón liên tục rồi. Là không. Nhà này có đâu. Anh có rồi. Có. 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 Đêm qua anh em chỉ có ai ở. Đêm qua anh em mình còn bảo nhau là trên này không ai ở. Anh em mình lên lấy ngủ mà. Trên mấy nhà thì đều một hút cho hết đây rồi. Nhà nào không có đâu. Nhưng mà hôm qua nhá. Đúng rồi, hôm nay mới trường 6 nghỉ, hôm qua đang đi sớm. Bây giờ trường 6 rồi sẽ nghỉ. Hôm qua nhá. Hôm qua đó tôi bảo ra, tôi nghỉ hết. Nếu ba thằng của anh tắm, đến sáng nay anh quay anh nghỉ. Thì ta tắm đi tắm buổi sáng cơ. Buổi sáng thì ba thằng điên. Khỏe lắm ba thằng điên. Quậy mãi. Anh dậy thì đâu lại quậy. Thấy đâu dậy. Tay xuống hết rồi. Nó bám vào người ai nhiều còn đâu. Thì em cầm chân. Thì nhờ cầm chân nên là nó phải ấy, nó phải tay ấy nổi rồi. Cái viên này của chị cứ xoay vòng khó. Một cái này xinh nhỉ. Mình bôi cả ngoài xem cửa áo ngon thì mình bôi. Mình không theo. Nhăm nhăm quá. Em không thích đâu. Không chân thì đạp được. Đúng kiểu, đấy rồi, không đúng kiểu. Chân để phình ra. Chân để phình ra. Chân để phình ra. Chân đạp với tay ấy. Không phải chân này còn phải đế á. Đây là cái tay nó ấy hơn mặt cái mông đang cố tình mở cửa các bạn. Nhưng mà em cũng muốn lên nhá, nhưng mà sợ sợ. Có cái đầu nó khó. Mà mồm lên nhưng mà một cái nó khó. Bà ai dạy mày bơi ở đây? Thằng em đi phòng thằng em. Lên đi. 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 Bố dạy con cho chốt ở đâu rồi thế này. Đá này. Nhưng mà đen giờ mình la mắt mẹ trêu bố để bố lên. Bây giờ nha. Hai đứa lên đi, con lấy hai cái khăn và đưa lại giờ xong rồi cứ lại đây. Khăn nào? Lên cái nào? Khăn trắng cái kia, khăn tắm cái kia. Không phải trường mình chung cái. Thế được. Nên mong người xong rồi. Ba cái cơ mà. Thiếu gì khăn. Đấy, mau qua đi. Hai vợ chồng mình chung nhau thôi. Không luôn thôi, bắt đầu đi đặt ra nhá. Luôn luôn anh không anh đâu phải. Nhanh. Mình đi vào cửa phòng mình em. Để tắt đường hoa vào phòng mình rồi. Chồng ơi đây. Đây. Chồng ơi đây. Không cần đâu em đi đi. Thôi đi. Mà vợ chồng cứ chung. Em cứ đi. Anh cứ đi đi vợ được. Con này đi nào. Ơi, mọi người đi em cứ đi. Cứ đi. Đi một thành phúc mới. Happy nha, chào các bạn. Điện thoại là chào anh.